Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Trong tập trước chúng ta đã hồi sinh em voi Mammoth của kỷ băng hà rồi các bạn. Thì tập hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách mà các bạn đã đặt rất là lâu rồi. Đó chính là hồi sinh mấy em đu đu nha các bạn. Ở đây mình có rất là nhiều con đu đu luôn, những 8 con luôn các bạn ạ. Nó cũng khá là tiện nữa. 8 con mình cũng vừa đủ luôn nên không có sao hết. Đó, chúng ta sẽ cho mấy em đu đu vào trong mấy cái conservat trước nha các bạn. Nói chung thì lúc nào cũng cho bọn này vào trước hết á. Rồi chúng ta sẽ đi xây chuồng sao. Lúc nào cũng vậy hết. Đây, có vẻ mình đã thiếu một mớ đồ rồi. Đây, chẳng mình sẽ tách nó ra cái đã. Đó, trước mắt chúng ta sẽ tạo thêm 3 cái xô nha các bạn. Trời ơi, chúng ta thiếu xô. Kinh khủng thiệt. Thiếu xô không có gì hết. Đó, móc sữa từ cái bọn thần bò vô hạn này nè. Thần bò nó cho sữa vô hạn đó các bạn. Trời ơi. Đó, và nãy mình cũng có tạo thêm 6 cái orange pond nữa cho bọn đu đu nó chơi. Hy vọng cái bọn này nó chịu chơi bóng. Ok, rồi. Đủ 8 em ru rồi nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra xây chuồng cho bọn nó thôi. Đi ra xây chuồng cho bọn đu đu thôi. Tuyết thì hồi nãy mình cũng có đi đào một mớ rồi. Ôi, cực khổ thiệt. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng luôn mấy cái reinforced glass này nha. Quên, sử dụng ít thôi, không có sử dụng nhiều. Quên mất. Tuyết thì mình cũng sẽ sử dụng ít thôi, cũng không có xài nhiều đâu. Đầu tiên để mình lấy mấy cái cobblestone ra trước nha các bạn. Chúng ta sẽ cần cobblestone nè, với lại cần mấy cái stone mà đã được nấu nữa. Để mình đi vào trong đây mình lấy mình đã có rất là nhiều luôn nè. Rồi lấy thêm mấy cái stone nào các bạn ơi. Đây, stone chúng ta đã chờ nó nấu mấy stack ở đây hết rồi. Khỏe re luôn nè. Wow, như mình lấy lộn cái gì đó. Biết ngay mà. Mình cất mấy cái tuyết này vào đi. Đầu tiên chúng ta đã có mấy cái cobblestone này trước rồi đúng không? Mình sẽ phải chia sổ cái số stone này ra nha các bạn. Ok, chia sổ thành cái này nè. Mình rất thích cái loại gạch này. Chia sổ ra hết. Cho ra hết luôn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ xây một cái chuồng đu đu với diện tích là 25x25 nha các bạn. Mình sẽ cách cái chuồng của mấy con này ra cái đã. Cách ra 3 ô nè. Cái quái gì vậy? Con gà này sao mày tiếp tay cho bọn zombie. Trời ơi, lì quá. Và mình cũng có trang trí cái chuồng cho cái bọn mammoth mới rồi nha các bạn. Đây. Và nó có con mammoth con kìa. Trời ơi, von mammoth con. Quá xịn luôn. Chúng ta trang trí thêm một mớ cỏ nữa. Ở đây mình đã thế. Cho vậy nó mới giống thật các bạn à. Đó, nhìn hấp dẫn hơn liền. Ok, 3 ô đúng không? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chết rồi, con chuột nó bị double click. Cái định mệnh á, ghét con chuột này ghê. Lúc nào cũng vậy hết. Rồi, chúng ta sẽ tách ra 12 ô trước nha các bạn. Lúc nào cũng vậy. Tách ra 12 ô. Cái ô chỗ này thì mình sẽ cho nó là tuyết nha. Snow nè. Tôi sẽ để nó xuống đây trước cái đã. Rồi. Ở đây sẽ là những cái cobblestone. Đó, mấy cái cục này nè. Cái chuồng của bọn đu đu chắc mình sẽ xây tầm 5 ô ha. 5 ô bự quá không? 4 ô hả ta? Thôi 5 ô đi. 5 ô cho nó hấp dẫn. Ok, chúng ta sẽ xây lên luôn 5 ô nha. 4, 5 ô. Đó, và ở trên đây mình cũng sẽ kéo là 5 ô luôn nha các bạn. 5 ô hết, trời ơi. Chắc mình sẽ xài bằng cobblestone luôn quá. Chúng ta sẽ xài cái chuồng này luôn đi. Chơi theo cái kiểu này luôn cho nó hấp dẫn. Quên rồi, nãy giờ bao nhiêu ô quên mất tiêu rồi. Mình đếm xem nào, bây giờ 5 đúng không? Rồi, mình sẽ cần 20 ô nữa. Wow,
Hơi bị kinh khủng luôn nha các bạn. Chuồng này thì nó sẽ nhỏ thôi. Thấy ra lấy cục này lại liền chứ. Nó xây hơi bị phạm một xíu các bạn ạ. Rồi đủ rồi nè. Bên này thì nó sẽ cần bao nhiêu đây? Ta sẽ chi sổ thêm một phớt couple stone nữa. Ôi hơi bị thiếu. 24 ô nữa. Đó. Rồi kéo qua thôi các bạn ạ. Wow, quá xịn luôn. Bọn đu đu này thì nó nhỏ nên là nó không có phá được chuồng. Chúng ta cũng an tâm được phần nào đó các bạn. Ok. Ồ, cái con gì vậy? Ồ, zombie các bạn ạ. Hú hồn. Đây 24 ô tiếp tục. Mình sẽ kéo ra ngoài này luôn nha. Wow, sao tự nhiên nó bị drop FPS quá vậy? Kéo ra ngoài này anh em ơi. Đó. Ây da. Lấy cái cục này lại liền chứ. Rồi kéo tiếp tục nha các bạn. Đó. Rồi số còn lại thì mình sẽ nói lại thôi. Wow, hấp dẫn. Cũng nhanh thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ kéo xuống như thế này. Rồi tiến hành kéo ra ngoài này thôi. Mười ô. Ở đây 10 ô nữa được không? 2, 4, 6, 8, 10 ô. Rồi, cái này là đủ rồi. Wow, hấp dẫn. Đó, trời nó lại xịn luôn nha. Đây mình sẽ cũng sẽ kéo cái phần dưới luôn nha các bạn. Chuồng đu đu. Wow, kéo ra tiếp thôi. Xời ơi. Đó, tiếp tục kéo ra nữa nào. Chắc mình phải chia sổ thêm một stack nữa quá. Thiếu quá chừng luôn. Trời ơi. Wow, cái chuồng bằng couple store này nó cũng hơi bị xịn một xíu. Ở dưới hình như nó có mấy cái con mớp rất là nhiều các bạn ạ. Nó làm mình bị lắc mỗi khi đi qua đó đó. Ok rồi đủ rồi. Phần ở dưới đây chúng ta sẽ để luôn bằng tuyết đi. Đó, cho nó hợp. Cho nó hợp. Đó. Ây da. Thế nó bị lệch lệch kiểu gì nha. 2, 4, 6, 8, 10 đúng không? 2, 4, 6, 8, 9. Wow, bị lệch chỗ này nè. Trời ơi. Hàng gì? Tôi biết hay mà. Ở đây thì mình sẽ để luôn mấy cái cửa bằng carpenter door nha các bạn. À không, không carpenter door được. Quên mất. Không có lúc nào mà xài carpenter door được đâu. Lúc nào cũng phải luôn luôn là iron door hết. Hay dạ. Và bốn cái nút. Ok. Iron door nè. Bốn cái nút. Lúc mình sẽ để bằng cái gì đây? Cho couple stone này vào luôn đi. Wow, nó cũng xịn hang. À, màu nó cũng khá là đẹp. Đó, cho vào chưa? Đó. Wow, rất là xịn luôn. Ở đây thì mình sẽ tiến hành ốp mấy cái stone pick này. Ốp như thế này. Mình sẽ ốp ra 2 ô đi. Cho nó được nhìn thấy ít thôi. Không có nhìn nhiều các bạn à. Qua đây cũng vậy. Wow, sao có trái banh nó rớt qua đây luôn vậy? Cái bọng môi mà mút này nó ghê quá vậy. Rồi trời nó mưa các bạn à. Đi ngủ phát đã. Wow, xây chuồng phát trời mưa luôn. Sợ thiệt chứ. Rồi đi ngủ một phát đi. Cho nó lành. Ngủ một giấc các bạn à. Ngủ thì trời nó sẽ hết mưa thôi. Ở ngoài nó có cái con nhện hả? Mới thấy con gì ở ngoài đây mà. Ghê quá vậy. Thôi đi ngủ phát. À quên. Đi ra ngoài xây chuồng tiếp tục đi. Ghê thật. Rồi kéo ra 3 ô. Kéo ra 3 ô. Đó, bên này cũng ra 3 ô luôn. Nào, bên đây ra 2 ô thôi. Bên này cũng ra 3 ô luôn hả? Wow, cũng được thôi. Bên này thì sao ta? Bên này như vậy là được rồi ha. Chắc như vậy là được rồi hen.
Đợt trước mình xây cái chuồng chi sao ta? Quên mất tiêu rồi. Ta sẽ xây như thế nào đây? Cho nó dày đi ha. Rồi, chắc tạm như vậy đi. Đây là nhìn vào trong được rồi. Hay cứ mỗi bên 3 ô đi nha, cho nó công bằng một xíu. Đó. Ôi, 3 ô chỗ này thì nó không được. 3 ô chỗ này thì nó hơi bị xấu. Mặt trước sẽ tạm là 2 ô thôi. Ok, còn lại mình sẽ kéo mấy cái reinforced glass ra nha các bạn. Chúng ta cũng có thể dùng mấy cái loại glass thường thôi, nhưng mà mình thích dùng reinforced glass hơn. Rồi, reinforced glass mình sẽ kéo nó ra thôi các bạn ơi. Trời ơi, mấy con mồi mút nó vẫn đang chơi à. Ham chơi dễ sợ. Đây, kéo qua bên đây. Ui, trời ơi, nó bị lọt rồi. Lọt thì đập nó khổ hơn thôi các bạn ơi. Một cục. Kinh khủng chưa. Đấy, chỗ này nó có vẻ hơi bị sao sao đó. Mình nhìn thấy nó hơi bị sao sao thật chứ. Rồi, như vậy thì nó cũng hết bị sao rồi nè. À, nhìn như vậy nó dễ chịu hơn. Ok. Đó. Rồi, tạm là như vậy đi các bạn. Hey, ok, vô trong đây mình cũng sẽ tiếp tục xây theo cái kiểu như vậy luôn. Đó, chúng ta sẽ dùng mấy cái iron wall để mà kéo đi cho nó lẹ. Đó, rất là nhanh luôn. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Wow, chuồng này có quá rộng với cái bọn đu đu không ta? Đu đu nó có chút xíu à, mà mình xây cái chuồng bự quá ha. Rồi, và đó, bên đây cũng vậy các bạn ạ. Đu đu xây chuồng đá. Ủa, nó bị gì vậy? Bị lắc. Không có gì hết. Rồi, wow, nhìn nó cũng hơi bị xịn xịn một xíu. Nó cũng hơi bị kỳ kỳ một xíu, nhưng mà tạm chấp nhận đi. Ok, rồi mình sẽ đi lên up cái phần trên luôn. À, từ từ đi, up sàn trước đi, từ từ tính cái phần trên nữa. À, để mình khoanh vùng cái đã. Đu đu này thì nó cũng ăn với cái thực đơn giống bọn mammoth gì đó, nó cũng ăn cây cỏ cái kiểu, các bạn thấy không? Đó, ăn cây cỏ cái kiểu luôn. À, chúng ta sẽ khoanh vùng nào nên là để tuyết đây. Reinforced glass là đủ rồi hen. Chúng ta sẽ cần lấy mấy cái block tuyết ra nè. Chúng ta sẽ cần để ở mấy cái vùng nó sẽ cần tuyết thôi. Trước tiên thì mình sẽ xây ở ngoài trước đi. Ở ngoài. Xây ở ngoài trước. Ra 3 ô. Lúc nào cũng vậy. Nhìn cho nó có cái không khí, không khí của kỳ băng hà trước cái đã. Đó. Ba, đã ổn định liền. Wow, và cái chỗ này chúng ta phải đào bằng tay các bạn à. Hơi nguy hiểm một xíu. Chính xác là khá là nguy hiểm luôn đó. Ok, mình sẽ kéo cái tiết này ra trước nha. Hey, chúng ta chỉ có mấy cây iron wand thôi, mình tranh thủ mà kéo. Kéo được bao nhiêu thì kéo. Phải chỉnh. Phải chỉnh cho nó các bạn à. Cực chiêu. Cực kinh khủng hen. Đúng là xài wand loại dởm này nữa. Nó dởm thật. Định mệnh á. Kéo ra nào anh em ơi. Wow. Phải cẩn thận, nó mà hết tuyết là xong. Ôi, cái này sẽ bị lối vậy. Chơi bị lối vậy hả? Kéo ra tiếp nào. Rồi, tiếp tục. Wow.
Wow, ui, Mentee là rớt xuống dưới rồi. Ghê quá. Để sẽ cẩn thận hơn một xíu nha. Rồi, tiếp tục chỗ này nó cũng ra ba ô nha các bạn. Ô, nó bị lệch nữa nè. Ăn cứ ngày tối lệch hoài thôi nha. Tạo cái không khí trước cái đã. Hey, mình sẽ cân nhắc nên là để tiếp ở cái vùng nào. Và tuyết nó có nên quá rộng không? Ok, ta sẽ xây một cái chuồng gọi là hợp lý nhất thôi. Wow, hấp dẫn các bạn ạ. Rồi, xịn nhiên. Ok, kéo ra thôi. Cất cái này lại đi. Để tí nó lại kéo tùm lum là chết tôi luôn á. Kéo số tiết ra nào. Wow. Hả? Nhìn về nó xịn hơn liền. Đó. Tiếp tục, tiếp tục. Ngoài dưới kia có cái cây khô. Làm tôi tưởng cái con gì thôi. Mà nó cũng gần hết tiết rồi nè các bạn ơi. Nhanh đấy. Nhanh vài chữ. Rồi, kéo tiếp tục ra thôi. Nó hết luôn rồi. Trời ơi, lầy vài chữ hen. Mình sẽ lấy thêm tuyết này. Tuyết thì mình không có thiếu, mình có rất là nhiều luôn mà. Ok, đợt trước rồi mình đã rút kinh nghiệm rồi. Tại vì mình đào thiếu á, mình phải đi đào một lần nữa. Nên lần này thà đào dư. Không có để đào thiếu được. Ok, cái bọn voi mammoth này nó đi theo đàn nha các bạn. Và nó đã có được hai con voi mammoth con rồi nè. Đó, các bạn thấy không, hai con. Ồ, đẻ bạo thiệt chứ. Ok, đi vô đây nào. Ta sẽ tiến hành xây tiết ở cái khu vực trung tâm đi. Đó, sẽ làm ngẫu nhiên nha các bạn. Ok, xây tiếp ở cái khu vực trung tâm này đi. À, có con cung ở dưới kìa. Cẩn thận các bạn ơi, nó bắn mình đó. Này đào không được. Rồi, bền quá. Ok, rồi số này là cho tuyết đi, tuyết hết cái vùng mà mình đã đào ra đi. Đó, nó sẽ đỡ hơn một xíu nè. Hi da, cho tuyết ra hết. Trời ơi, kinh khủng, nơi đâu cũng gặp tuyết hết. Đây, chúng ta sẽ tiến hành kéo ra thôi. Wow, nhìn hấp dẫn các bạn. Như vậy để cái bọn đu đu nó còn có thể mà kiếm ăn được các bạn ơi. Rồi, sơ vậy, nó lại tuyệt vời luôn. Thêm mấy lóc nữa nè. Qua bên đây. Ok, rồi đủ rồi nha. Để mình tính xem nào. Chỗ này như thế này luôn đi. Để làm cho nó giống giống một chút. Lỡ làm rồi. Mình thiếu bột xương hả? Chết rồi. À đây đây đây, phần quá anh em ạ. Ở đây thì mình cũng chắc không có trồng mấy cây gì đâu ha. Nếu trồng thì sẽ trồng mấy cây taiga thôi các bạn à. Mấy cây lá kim á, tại vì nó thích hợp sống ở cái vùng lạnh. Đó. Rồi, chuồng ở đây thì nó trái ngược với chuồng của bọn mammoth. Chuồng bọn mammoth thì nó có cỏ ở chính giữa, chuồng này thì có tuyết ở chính giữa. Rồi, như vậy thôi. Ok, cùng là chuồng ở cây băng hà thôi. Rồi, chúng ta sẽ dọn đồ. Dọn hết đồ đạc đi.
quá là nhiều lồ luôn nè. Ok, và chưa có em nào ra đời hết vậy ạ. Khá là lâu nha. Ok, và mình sẽ đứng đây và chờ nó một xíu nha các bạn. Trời ơi. Đó, và cuối cùng chúng ta cũng có được nó một vài cái trứng của mấy em đu đu rồi đó các bạn. Trời ơi. Nãy cái Kitchenvat nó bị fail. Mình phải chế tạo ra cái mới. Cực khổ thiệt. Đây. Rồi, chúng ta có được 5 quả trứng rồi. Quả thứ 6 đâu rồi? Ủa, hình như quả thứ 6 bên đây nè. Đây, mình đã có 2 quả còn lại nè. Đó. Rồi, chắc chúng ta sẽ có được 7 quả thôi. Quả này nó sẽ hơi bị lâu một xíu. Chúng ta phải chờ lại từ đầu, nó khổ. Rồi, để mình sẽ chờ mấy cái quả này nó ra một lần nha các bạn. Đó, hấp dẫn. Trời ơi, rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có được 6 quả trứng rồi, 7 quả trứng chứ. Đó. Ok. Và mình quên gắn glowstone cho cái chuồng đó rồi. Để tí mình vào mình gắn sau nha. Để bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ một phép cái đã. Ok, đi ngủ một phép thôi các bạn ơi. Rồi, mình cũng đã lắp xong mấy cái glowstone cho cái chuồng của Dudu rồi nha các bạn. Nó sáng trưng ngay. Ở đây chúng ta sẽ cho cái con quăng ra thôi các bạn à. Nó giống con vịt quá chứ. Ui, mà nó ăn rồi. Căng thiệt. Rồi, mình sẽ đặt luôn mấy cái feeder xuống luôn nha. Đó. Ôi ôi. Và feeder thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều thứ nữa. Nó sẽ hao một mớ đồ của mình đây. Đây là mấy em đu đu nha các bạn. Rồi, để mình về nhà mình lấy đồ ăn cho chúng nó cái đã. Trời ơi, đu đu, hấp dẫn. Đây. Và stack sugar cane. Một stack carrot. Hai stack này và bộ thay tàu hai stack nữa. Hay hao quá. Ôi ơi, nuôi bọn này chắc mình sạc nghiệp quá các bạn ơi. Kinh khủng thật. Chúng ta sẽ cho mấy cái feeder nó đầy đi. Wow, đây là Dudu nè, không ngày tuổi nè. Mình sẽ cho nó lên max ngày tuổi để xem thử nó hình dáng như thế nào đây. À, một con nó lên được 5 tuổi bạn à. Wow, nó ăn như một cái máy luôn. Wow, kinh vậy. Không sao. Con này con gì đây? Con cái các bạn à. Con bên đây. Phải con đực không? Con đực rồi, chỉ là đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi các bạn ạ. Trời ơi. Rồi chúng ta sẽ thêm mấy cái đồ ăn cho feeder thôi nào. Sợ bọn này nó không ăn cho feeder các bạn à. Ok. Rồi. Cho con này lên luôn nha. Trời ơi, nó ăn như một cái máy luôn các bạn ơi. Kinh khủng thật. Bọn này đúng là rất là hao nha. Đó. Rồi, xong rồi. Làm sạch bách cái khu luôn rồi. Nó ăn cây cỏ các bạn à. Nói chung là loài cỏ đại nên mình cũng không biết nó ăn cái gì. Game nó bảo cái gì thì cho nó ăn cái đó thôi. Ok, đó. Rồi, để mình thả chắc sao 7 trái banh xuống đi. Đây, mấy trái banh nè, hy vọng tụi nó chơi. Ồ, nó chơi thật các bạn ạ. Wow. Hình như tất cả con nào nó cũng chơi hết. Tất cả các loài mà cổ đại á, sống trên cạn nó đều chơi mấy cái toy ball này nha các bạn. Còn mấy cái loài sống dưới nước á thì nó sẽ chơi bằng mấy cái bong bóng nước. Cái máy mà thổi bong bóng nước các bạn à. Đó, hay lắm. Để khi nào tới tập đó mình sẽ tính tiếp nha. Rồi. Quá trình. Trời ơi, mấy con đu đu nhìn rất là ngu luôn nè. Ui. Ăn thì cực kỳ bạo luôn. Ui, và nó kêu kìa, như con vịt. Người thì như con gà tây vậy. Định mệnh đó. We'll be right back.
Ok, cuối cùng thử thách này cũng xong rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đó, hôm nay mình đã hồi sinh một lần hết 7 em đu đu rồi. Thì nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ, cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.